Bạn là ai? Bạn là nhà phân phối đã làm việc tại Amway trên một năm, rất yêu thích công việc kinh doanh tại Amway. Tuy nhiên, gần đây bạn thường gặp phải nhiều khó khăn khi giao tiếp với khách hàng. Việc chia sẻ sản phẩm không thành công, không xây dựng được mối quan hệ với khách hàng mới, thậm chí là khách hàng hiện tại khiến bạn lo lắng. Hoặc bạn đang có một đội nhóm phát triển rất tốt, người mới tham gia kinh doanh ngày càng nhiều và việc hướng dẫn các kỹ năng kinh doanh cho người mới khiến bạn tốn quá nhiều thời gian. Bạn đang tìm cách làm sao để có thể tự học và phát triển kỹ năng kinh doanh cơ bản? Hoặc bạn là nhà phân phối mới tham gia kinh doanh tại Amway, muốn tự tìm hiểu và học hỏi về cách thức kinh doanh tại Amway để phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp? Dù bạn là ai trong những nhà phân phối trên thì cũng xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chuyên gia rồi. Chương trình 3S Champion chia sẻ từ tâm sẽ giúp bạn phần nào giải đáp và xử lý những vấn đề trên. Trong quá trình xây dựng kinh doanh Amway, bán hàng, selling, bảo trợ, sponsoring và chăm sóc, servicing là ba kỹ năng trọng tâm của nhà phân phối. Việc làm tốt 3S là cơ sở để phát triển kinh doanh của chính nhà phân phối và đội nhóm. Bán hàng là hoạt động nền tảng của kinh doanh. Bảo trợ là mái chèo thứ hai bên cạnh bán hàng để giúp kinh doanh của chúng ta mở rộng. Chăm sóc giúp thúc đẩy doanh số bán hàng và biết đâu sẽ mở ra một cơ hội mới trong kinh doanh. Chăm sóc là quá trình xuyên suốt không thể tách rời với quá trình bán hàng và bảo trợ. Xây dựng kinh doanh Amway thành công là hướng đến không chỉ thành công một lần mà là thành công nhiều lần và lặp lại. Điều này đúng cho cả việc bán sản phẩm và bảo trợ nhà phân phối mới. Nội dung khóa học này được xây dựng nhằm tập trung đến việc làm sao giúp cho quá trình bán hàng và chăm sóc phát huy tác dụng tốt cũng như nhìn nhận những sai lầm cần tránh. Nội dung về bảo trợ đã được chia sẻ trong khóa học 3S, bảo trợ từ tâm. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan khóa học để tìm hiểu rõ hơn nhé. Mục tiêu của khóa học này là giúp các nhà phân phối hiểu rõ đặc điểm và quy trình bán hàng trong kinh doanh Amway, nắm bắt được những điểm cần lưu ý trong quá trình bán hàng và phương án xử lý tương ứng. Trong kinh doanh Amway, quy trình bán hàng gồm có 5 bước. Bước 1, làm quen khách hàng. Bước 2, xây dựng lòng tin. Bước 3, kích phát nhu cầu. Bước 4, thúc đẩy giao dịch. Bước 5, chăm sóc khách hàng. Làm quen khách hàng là quá trình nhà phân phối không ngừng tìm kiếm cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng và ứng viên tiềm năng. Xây dựng lòng tin là bước sau khi làm quen với khách hàng, lấy chân thành, lợi ích của khách hàng làm cơ sở để dần dần kéo gần mối quan hệ. Đó là tiền đề giúp nhà phân phối có thể thành công trong việc chia sẻ sản phẩm hoặc tạo dựng mối quan hệ không những một lần mà là thành công nhiều lần lặp lại. Mỗi lần thành công sẽ có những lần kích phát nhu cầu tiếp theo. Xây dựng lòng tin là một quá trình xuyên suốt trong quá trình kinh doanh Amway. Kích phát nhu cầu, từ việc thấu hiểu khách hàng hay ứng viên trong quá trình xây dựng lòng tin sẽ giúp nhà phân phối có thể dự đoán nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, thông qua quá trình trải nghiệm, giúp khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực mà sản phẩm mang lại, đáp ứng đúng nhu cầu của bản thân, thúc đẩy khách hàng mua những sản phẩm yêu thích từ Amway. Thúc đẩy giao dịch, dựa trên quá trình tìm kiếm và kích phát được nhu cầu của khách hàng, ứng viên, nhà phân phối quan sát thấy tín hiệu mua hàng thì cần chủ động đưa ra yêu cầu giao dịch. Tại bước này, nhà phân phối phải kịp thời hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng, từ đó thành công trong việc bán sản phẩm tại chỗ hoặc đạt được ý định chia sẻ sản phẩm. Chăm sóc khách hàng là quá trình nhà phân phối đưa ra dịch vụ sau bán hàng, hướng dẫn sử dụng, xác nhận sự hài lòng của khách. Nếu quá trình chăm sóc tốt, nhà phân phối có thể tìm kiếm hoặc tạo ra được thêm cơ hội chia sẻ sản phẩm hoặc kết nối được mối quan hệ để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc ứng viên tiềm năng. Trước khi tìm hiểu sâu hơn về quy trình kinh doanh Amway, hãy cùng điểm lại đặc trưng của kinh doanh Amway nhé. 1. Sản phẩm của Amway là sản phẩm mang tính cải thiện. Khách hàng có thể lựa chọn kem đánh răng, sữa rửa mặt, nước giặt đồ bằng những sản phẩm của Amway hoặc các thương hiệu khác. Cho nên, việc tạo ra trải nghiệm sản phẩm để chứng minh giá trị và chất lượng sản phẩm là vô cùng quan trọng. 2. Kinh doanh Amway chính là bán, trải nghiệm bán hàng và quan hệ kinh doanh. Trải nghiệm bán hàng là tập trung vào việc gia tăng trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng. Khác với quá trình mua bán đứt đoạn như mua hàng tại siêu thị, tạp hóa, bán hàng Amway là một vòng tròn liên tục và lặp lại thay vì mua bán một lần duy nhất. Quan hệ kinh doanh nghĩa là nhà phân phối thông qua việc chăm sóc không ngừng để duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng và có thể sau mối quan hệ này, nhà phân phối có cơ hội chia sẻ kinh doanh thông qua giới thiệu. 3. Kinh doanh Amway dựa trên góc độ lòng tin. Chính là lòng tin về sản phẩm và mối quan hệ. Nếu ứng viên không có lòng tin với nhà phân phối, họ sẽ từ chối sản phẩm và ngược.
ngược lại. Do đó, để xây dựng lực lượng khách hàng trung thành nhất định phải là kết quả của cả hai, lòng tin về sản phẩm và lòng tin vào mối quan hệ. Quy trình bán hàng của Amway được xây dựng để hướng đến một phương pháp thành công lâu dài và có hiệu quả nhiều lần mà không phải một lần. Khi đã hiểu quy trình bán hàng Amway, chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng bước để hiểu rõ chi tiết hơn nhé. Kinh doanh Amway là kinh doanh dựa trên việc chia sẻ sản phẩm thông qua các mối quan hệ, sự giới thiệu từ người này sang người khác và ngày càng lan rộng. Cho nên, việc liên tục làm quen và mở rộng mối quan hệ là yếu tố tiên quyết để xây dựng và phát triển kinh doanh Amway. Và đó cũng là nền tảng để nhà phân phối thực hiện 3S, bán hàng, bảo trợ và thông qua chăm sóc để tiếp tục mở rộng mối quan hệ nhờ giới thiệu. Vậy có những phương pháp nào để chúng ta có thể kết giao với khách hàng một cách hiệu quả? Cùng nhau tìm hiểu nội dung làm quen khách hàng ngay sau đây. Trong nội dung này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 mục tiêu làm quen khách hàng và phương thức kết giao với các nhóm khách hàng. 3 mục tiêu của việc làm quen với khách hàng hiệu quả. Thứ nhất, làm quen đủ số lượng khách hàng tiềm năng. Thứ hai, cần để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt đối phương. Thứ ba, có được phương thức liên lạc của khách hàng. Đầu tiên, điều quan trọng nhất của phát triển kinh doanh là làm quen đủ số lượng khách hàng tiềm năng. Số lượng ở đây chính là quy luật số lớn thường diễn ra trong cuộc sống. Khi đủ số lượng sẽ tạo ra chất lượng, chắt lọc được những đối tượng thực sự có nhu cầu. Trong vô vàn các mối quan hệ mà chúng ta tiếp xúc, sẽ có những người có nhu cầu được cải thiện sức khỏe hoặc cuộc sống. Tiếp tục sàng lọc, chúng ta sẽ tìm kiếm được những người có nhu cầu về sản phẩm và thực sự trở thành khách hàng của mình. Trong nhóm khách hàng hoặc ứng viên này, số ít hơn sẽ có những người có nhu cầu kinh doanh hoặc những nhà phân phối thực sự muốn xây dựng hệ thống kinh doanh cùng bạn. Vì vậy, tập trung mở rộng số lượng ứng viên mà mình tiếp xúc là điều tiên quyết để xây dựng và mở rộng lượng khách hàng trung thành hoặc chọn lọc những ứng viên tiềm năng tham gia kinh doanh cùng chúng ta. Tuy nhiên, ta không thể chỉ lấy số lượng để giành thắng lợi, mà đồng thời phải có chất lượng đảm bảo. Vì nếu chỉ có số lượng mà không có chất lượng cũng sẽ dẫn đến việc kinh doanh không hiệu quả, hao tốn sức lực, thời gian lẫn vật chất. Mục tiêu thứ hai, để lại ấn tượng tốt đẹp. Kinh doanh Amway là kinh doanh dựa trên sự hài lòng cả mối quan hệ và sản phẩm nhằm hướng đến việc kết nối lâu dài về cung cấp sản phẩm cũng như cơ hội mở rộng kinh doanh. Do đó, khi làm quen khách hàng, chúng ta nên lấy việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp là mục tiêu, không nên vội vàng giới thiệu sản phẩm, gây áp lực mua sản phẩm cho khách hàng. Để bắt đầu một mối quan hệ một cách tự nhiên và hiệu quả, việc gây ấn tượng là rất quan trọng. Chúng ta có thể để lại hai loại ấn tượng tích cực với khách hàng, đó là ấn tượng tốt đẹp và ấn tượng chuyên nghiệp. Để tạo ấn tượng tốt đẹp có rất nhiều cách, ví dụ như ngoại hình ưa nhìn, một nụ cười, ánh mắt vui vẻ hay cử chỉ, lời nói phù hợp đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Tính cách tương đồng hoặc đơn giản nhất là khen ngợi khách hàng một cách thật lòng. Nhưng để tạo ấn tượng đó sâu sắc hơn, bạn cần thái độ muốn giúp đỡ người khác được thể hiện một cách chân thành, chứ không phải mong muốn bán sản phẩm. Ngược lại, để tạo được ấn tượng chuyên nghiệp thì chỉ có năng lực thực sự mới có thể tạo ra giá trị. Ấn tượng chuyên nghiệp sẽ hình thành khi chúng ta có năng lực giúp người khác giải quyết được vấn đề và đem lại giá trị cho họ. Cần lưu ý, người đánh giá hành động của chúng ta có giá trị hay không chính là đối tượng mà chúng ta giúp đỡ, chứ không phải chính chúng ta. Vì vậy, việc luôn học tập trau dồi kỹ năng và kiến thức sẽ giúp chúng ta tạo được giá trị chuyên nghiệp. Việc có được phương thức liên lạc là mục tiêu thực tế và có thể đánh giá mức độ thành công của bạn tại bước làm quen khách hàng. Bởi vì dù bạn có gây ấn tượng tốt đẹp và chuyên nghiệp đến mức nào mà không có phương thức liên lạc thì không thể xây dựng được mối quan hệ lâu dài và bền vững với họ. Chúng ta có rất nhiều cách thức để khéo léo có được phương thức liên lạc với khách hàng như xin số điện thoại, kết bạn Zalo, Facebook, email, v.v. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, việc có được kết nối trên mạng xã hội với khách hàng còn mang lại lợi ích giúp chúng ta tìm hiểu được nhiều thông tin hơn về khách hàng tiềm năng. Tóm lại, làm quen khách hàng là nhà phân phối không ngừng tìm kiếm cơ hội làm quen với người mới, chủ động trò chuyện với khách hàng, loại bỏ tâm lý phòng bị của họ, để lại ấn tượng tốt đẹp và có được phương thức liên hệ. Đó là nền tảng để giữ chặt cơ hội gắn kết, biến người mới trở thành khách hàng, ứng viên tiềm năng hoặc thậm chí là trở thành đồng đội đồng hành cùng với chúng ta trong kinh doanh Amway. Chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa của việc làm quen khách hàng. Vậy, tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức làm thế nào gia tăng cơ hội gặp gỡ và làm quen khách hàng nhé. Trong công việc kinh doanh Amway, sẽ phân ra 3 nhóm đối tượng chúng ta sẽ lần lượt tiếp xúc, đó là làm quen với khách hàng mới, kết giao khách hàng mới thông qua giới thiệu, định vị lại người quen của bạn. Làm quen khách hàng mới, cơ hội kết giao với người mới luôn ở ngay cạnh chúng ta, ngay trong các hoạt động hàng ngày như ăn ở, đi lại, mua sắm, ăn uống, nhân viên, khách ra vào các nhà hàng, quán nước, v.v. Nơi ở, người gần nơi sống, làm việc, trường học, v.v. Đi lại, người đi cùng trên phương tiện giao thông, du lịch, trường học.
vui chơi mua sắm, người lạ ở siêu thị, chợ, công viên, v.v. Tất cả những người chúng ta gặp gỡ tại những địa điểm trên, họ đều có khả năng trở thành khách hàng và ứng viên tiềm năng của chúng ta. Với nhóm khách hàng mới này, chúng ta có thể áp dụng các cách sau. Bước 1. Chủ động nắm bắt cơ hội hoặc tạo ra cơ duyên làm quen khách hàng. Bước 2. Quan sát tỉ mỉ, tìm đúng chủ đề, chủ động mở lời. Bước 3. Nhanh chóng giao tiếp cùng tần số với khách hàng. Bước 4. Khéo léo lấy được phương thức liên lạc. Bước 1. Nắm bắt cơ hội làm quen khách hàng. Để nắm bắt cơ hội, chúng ta phải luôn trong tâm thái quan sát và lắng nghe câu chuyện của những người xung quanh. Đồng thời phải thật lòng mong muốn những điều đó tốt đẹp cho họ thì cơ hội sẽ đến. Bước 2. Chủ động giao tiếp. Nghiên cứu cho thấy làm quen khách hàng mới là một trong những cách thức điển hình. Vì không hiểu khách hàng, không biết bắt đầu nói chuyện từ đâu, sợ từ chối, sợ tổn thương, khó mở lời, thiếu kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, khi làm quen với khách hàng mới, nhà phân phối còn phải đối mặt với những định kiến về Amway hoặc những định kiến về bản thân nhà phân phối. Như vậy, trong quá trình kết giao, cần dũng cảm vượt qua những khó khăn này. Vì sao chúng ta không dám mở lời? Có phải chúng ta chưa tự tin vào bản thân và sự nghiệp này nên sinh ra những nỗi sợ? Sợ bị từ chối? Để vượt qua điều này, hãy nhớ mọi người sẽ từ chối giới thiệu sản phẩm chứ không từ chối sự giúp đỡ chân thành. Sợ thiếu chuyên nghiệp? Để vượt qua, hãy học hỏi không ngừng, nâng cao kiến thức và năng lực. Tóm lại, luôn duy trì tấm lòng giúp đỡ người khác chứ không phải bán sản phẩm thì việc chủ động giao tiếp sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bước 3. Giao tiếp cùng tầng. Đây là bước quan trọng giúp các bạn để lại ấn tượng với người mà bạn tiếp xúc. Giao tiếp cùng tầng là khi chúng ta cùng nói về điểm chung, những sở thích giống nhau hoặc có cùng mối quan tâm. Khi giao tiếp đồng điệu thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên sôi nổi và gần gũi hơn. Để dễ dàng hơn trong bước này, chúng ta có thể đưa vào 4 chủ đề dễ tìm kiếm điểm chung hay sở thích chung nhất, đó là gia đình, nghề nghiệp chuyên môn, giải trí sở thích, tài chính, chi tiêu. Ví dụ như đối phương đang quan tâm đến việc chống nắng hay phàn nàn về da của họ khô nẻ, một cuộc tư vấn 5 phút với máy soi da cầm tay hoặc chia sẻ về giải pháp chống nắng và dưỡng da hữu hiệu mà bạn biết và đang thực hiện sẽ giúp ích rất nhiều cho việc trò chuyện cùng tần số với người nghe. Để có thể trò chuyện cùng tầng hoặc giúp đỡ người khác, chúng ta cần nâng cao năng lực của bản thân hoặc sử dụng chuyên môn trong Amway mà bạn có để tạo ấn tượng và giao tiếp với đối phương. Làm tốt giao tiếp cùng tầng sẽ vô cùng thuận lợi cho bước sau là lấy phương thức liên lạc. Thậm chí chúng ta có thể không cần dùng đến bước thứ tư, đối phương có thể chủ động xin phương thức liên lạc của chúng ta. Cuối cùng là có được phương thức liên lạc. Để khéo léo lấy phương thức liên lạc, chúng ta cần phải đưa ra lý do đầy đủ và có lợi cho đối phương, khiến đối phương cảm thấy an toàn khi trao đổi phương thức liên lạc với chúng ta. Bất kỳ hình thức nào để chúng ta có thể gặp lại khách hàng lần tiếp theo, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ, Zalo, Facebook cá nhân, v.v. Để hiểu rõ hơn về 4 bước làm quen khách hàng mới, chúng ta sẽ cùng xem video sau nhé. Nè, bà coi nè, rẻ vậy phải chăng là số lượng có hạn? Vậy nên mới phải đến sớm, đến muộn sợ là không mua được. Vậy chẳng phải chúng ta mất công đi hay sao? Bà coi nè, cái nồi cơm điện á, giá gốc có hơn có 450, bây giờ là 200 ngàn, chắc chắn là có nhiều người mua. Cái này cũng được, bà xem cái này, đúng không? Đúng. Chào hai chị, có phải là hai chị đến quảng trường Ba Đình không ạ? Đúng vậy. Em thấy đồng hồ bây giờ mới hơn có 8 giờ, hai chị đi bây giờ có phải là quá sớm hay không? Vẫn chưa đến giờ mở cửa mà. Chúng tôi sợ đông người, phải xếp hàng nên đi sớm. Dạ cũng phải, vì bây giờ đang là lễ kỷ niệm thành lập quảng trường nơi đó, rất là đông người. Cô biết rõ chỗ đó quá ha. Dạ đúng rồi chị, vì em làm việc ở đối diện quảng trường nên cũng ở trung tâm thương mại này, khi rảnh á em cũng đi dạo quanh chơi cho biết đó mà. Vậy sao? Vậy cô biết cái đồ công điện này bán chỗ nào không hả? Đồ dùng nhà bếp đều ở tầng B1 của trung tâm thương mại đó. Hai chị có thể đi thang cuốn xuống, cửa hàng đó ở bên tay trái rất dễ tìm. Chị muốn xem cái nồi đó có phải không? Em cũng mua cái này rồi nè. Được. Dùng rất là tốt đó nha. Chị có thể mua một cái dùng thử đi. Hay là như vậy đi, lát nữa em sẽ dẫn hai chị đến chỗ cửa hàng. Quá tốt rồi. Sản phẩm Amway. Dạ. Cô cũng dùng à? Dạ phải. Tôi cũng dùng nước rửa bát của Amway, rất vậy tốt. Vậy sao? Vậy chị cũng là khách hàng của Amway hả? Đúng vậy. Em bây giờ cũng đang dùng Amway. Văn phòng làm việc ở ngay đối diện trung tâm thương mại, lát nữa hai chị đến đó. Em làm ở bên trên rất gần. Hay là vậy đi, lát nữa hai chị mua nhiều đồ á, mệt rồi hai chị cứ để đồ ở văn phòng em trước, sau đó hai chị lại xem đồ tiếp, được không? Vậy thì tốt quá rồi, cô giúp tôi. Cảm ơn cô.
hai làn giày đi. Cho em số điện thoại của hai chị đi. Chị đi mua sắm mệt rồi thì có thể gọi điện cho em. Em gọi sang cho chị nha. Số điện thoại của chị là bao nhiêu? Được, được. 0386 086 086 086. Em gọi cho chị đi. Dạ, chị tên là gì ạ? Chị tên Lan. Em luôn là chị Lan nha. Rồi, em gọi sang cho chị rồi đó. Chị thấy rồi. Gọi em là Hồng là được rồi. Cảm ơn em. Tốt quá. Hai chị ơi, hai chị coi, quán trường chính là ở bên kia, chị nhìn thấy rồi hả? Dạ, văn phòng làm gì của em là ở kia, rất gần đó. Tạm biệt. Cảm ơn nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tụi mình đi đến đó đi. Chào. Chị Lan, em là Hồng, vừa mới xuống xe cùng với hai chị. Đồ dùng nhà bếp ở tầng B1, đi thang cuốn xuống chính là bên tay trái. Văn phòng của em là phòng 210 tầng 2 ở tòa nhà đối diện. Chị đi xem mệt rồi, đến đây ngồi nghỉ một lát nha. Làm ơn cho hỏi cô Hồng có ở đây không ạ? Cảm ơn, cảm ơn. Chị đến rồi hả? Phải. Đưa đây. Cảm ơn, cảm ơn chị. Chị Hồng trong video đã làm rất hiệu quả 4 bước làm quen khách hàng. Nắm bắt cơ hội, quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai khách hàng. Chị Hồng biết được họ đang đến trung tâm thương mại. Chị Hồng đã nắm bắt cơ hội này. Và chủ động hỏi thăm trò chuyện, chủ động giao tiếp và giao tiếp cùng tầng. Chị Hồng dựa vào hiểu biết của mình về trung tâm thương mại, chỉ dẫn hai khách hàng mới quen này đến địa điểm mua sắm, chủ động mời họ sau khi mua sắm đến văn phòng nghỉ ngơi hoặc gửi đồ, khiến họ vui vẻ mua sắm. Đó là giao tiếp cùng tần số và chân thành giúp đỡ. Có phương thức liên lạc, chủ động hỏi về phương thức liên lạc, xin số điện thoại để tiện cho việc giúp đỡ và sau đó thành tâm gửi tin nhắn về phương thức liên lạc cũng như địa chỉ văn phòng, giúp khách hàng mới quen cảm thấy được giúp đỡ và thành ý của mình. Tiếp theo là kết giao khách hàng qua giới thiệu. Nhiều nhà phân phối khi bắt đầu kinh doanh thường chỉ tập trung vào những người cực kỳ thân cận và gắn kết với mình mà không biết rằng cách này có giới hạn. Bởi nếu chúng ta chia sẻ không thành công với những người này sẽ có cảm giác cạn kiệt các mối quan hệ. Hãy thử suy nghĩ nhé. Chúng ta thực ra có sự kết nối cực kỳ rộng lớn với rất nhiều người như bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn đại học, gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, hàng xóm, người quen của chính những người trên nữa. Còn có những người bán hàng, khách hàng, bạn chung trong các hoạt động đoàn thể xã hội. Thông qua việc giới thiệu từ người thân, bạn bè, từ việc kết giao với người quen của người quen thì nhà phân phối sẽ kết nối được với rất nhiều người mới. Mối quan hệ của riêng chúng ta thì hữu hạn. Còn mối quan hệ của mối quan hệ là nguồn tài nguyên và danh sách khách hàng vô tận. Làm quen với người lạ thì sẽ mất rất nhiều thời gian để kết thân, trong khi người quen qua giới thiệu, chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian và công sức bằng cách mượn sức. Có 3 phương thức mượn sức, đó là mượn người, mượn thông tin, mượn quan hệ. Mượn người, đây là cách để người mới giới thiệu gọi điện hoặc cùng chúng ta đến gặp khách hàng. Cách mượn lực này là thuận lợi nhất vì thông qua sự tin tưởng của người quen chung, chúng ta sẽ dễ dàng giao tiếp cùng tầng và thiết lập mối quan hệ. Mượn thông tin, hãy trò chuyện với người quen của bạn để tìm hiểu thông tin khách hàng tiềm năng mà họ nhắc tới. Với những thông tin này, bạn có thể tìm ra chủ đề dễ dàng hơn trong việc giao tiếp cùng tầng với họ khi có cơ hội tiếp xúc. Mượn quan hệ, đây là phương thức mượn quan hệ của bản thân với người giới thiệu để kéo gần khoảng cách giữa chúng ta với khách hàng. Xuất phát từ góc độ khách hàng, người được giới thiệu cũng là người lạ. Với khách hàng qua giới thiệu, chúng ta cần ghi nhớ nguyên tắc người mới, cách làm cũ. Vì vậy, làm quen nhóm khách hàng này cũng phải theo thứ tự 4 bước làm quen khách hàng mới và học thêm cách mượn lực. Bước 1, nắm bắt và tạo ra cơ hội bằng cách nhờ người quen giới thiệu những người khác có cùng nhu cầu.
chúng ta sẽ mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng không giới hạn. Đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Bước 2. Chủ động giao tiếp là sử dụng mối quan hệ với người giới thiệu để mở lời khi tiếp xúc lần đầu với ứng viên. Bước 3. Giao tiếp cùng tầng, tức là mượn thông tin tìm hiểu từ người giới thiệu để khi nói chuyện có thể dẫn dắt vào cùng chủ đề. Bước 4. Lấy phương thức liên lạc. Đối với khách hàng qua giới thiệu thì phương thức liên lạc chúng ta đã có trước đó. Bước này sẽ để lại chủ đề tạo cơ hội cho lần giao tiếp sau. Nhóm đối tượng khách hàng thứ 3 chính là người quen của chính chúng ta. Rất nhiều nhà phân phối phản ánh trong quá trình kinh doanh Amway, khách hàng mới luôn nghi ngờ về sản phẩm hoặc về con người. Còn người quen lại nghi ngờ sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Trên thực tế, dưới nhiều góc độ, bạn cần làm quen lại với người quen. Người quen cũng cần nhận thức lại về kinh doanh Amway, sau đó mới hiểu khác về bạn. Thực chất, đối với người quen, chúng ta dễ tìm hiểu, dễ hẹn gặp, dễ giao tiếp cùng tầng. Vì những lý do trên mà người quen cũng là đối tượng khách hàng tiềm năng của chúng ta. Tuy nhiên, có nhiều nhà phân phối khi mới vào Amway cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người thân quen, bởi họ mắc phải những lỗi sau đây. Quảng cáo quá nhiều. Nhà phân phối mới vào Amway đều rất nhiệt tình, muốn giới thiệu, quảng cáo cho tất cả mọi người biết nên mời bạn bè tụ tập lại, thông báo và kêu gọi mọi người cùng làm. Nhưng kết quả là bị mọi người xa lánh. Không cần biết đối phương có nhu cầu gì, chỉ cần bạn bảo làm gì, dùng sản phẩm gì tốt, thì đối phương phải tin bạn nên làm như vậy. Không nói rõ được công năng của sản phẩm Amway, có thể đáp ứng nhu cầu nào của mọi người nên bị nghi ngờ và phản đối. Vội thuyết phục, thích tranh cãi, cố gắng thay đổi suy nghĩ và nhận định của mọi người. Dùng ngôn ngữ giáo huấn để nói chuyện. Chính sự chủ quan của chúng ta đối với nhóm khách hàng người thân quen, nghĩ rằng vì thân quen nên mặc nhiên họ sẽ tin tưởng và ủng hộ bạn, nên dẫn đến bạn lơ là trong việc xây dựng mối quan hệ và tìm đúng nhu cầu của đối phương. Và điều này sẽ dẫn đến việc gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, thậm chí có thể đánh mất cả mối quan hệ tốt đẹp này. Khi bị từ chối quá nhiều và mang tính lặp lại, dần dần chúng ta sẽ hình thành các nỗi sợ. Nỗi sợ đầu tiên là sợ bị từ chối, tiếp đến là sợ mất thể diện với mọi người, cuối cùng là nỗi sợ tổn thương các mối quan hệ. Nhưng đằng sau nỗi sợ hãi đó thì lý do cốt lõi nằm ở chỗ là bạn chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm và tự tin vào công việc kinh doanh Amway. Đồng thời, chưa nổi bật thực tâm muốn giúp đỡ người khác theo nguyên tắc kinh doanh Amway là giúp người giúp mình. Đối mặt với người thân quen, mỗi nhà phân phối đều có những lo lắng riêng, còn những khó khăn mà người mới dễ mắc phải. Vậy chúng ta làm thế nào để khai thác thị trường này? Thứ nhất, điều chỉnh tâm thái, làm mới bản thân. Sự thay đổi và trưởng thành của bản thân sẽ tác động đến sự đánh giá nhìn nhận một cách tích cực của những người quen. Đây sẽ là tiền đề cho sự nhìn nhận theo hướng tích cực của người quen về công việc của chúng ta. Ví dụ việc bạn tham gia Amway và thay đổi ngoại hình thành công như việc tăng cân hoặc giảm cân, hay bạn biết chăm chút diện mạo hơn, sẽ thu hút sự chú ý và nhìn nhận mọi người xung quanh với chúng ta một cách tích cực hơn. Thứ hai, hãy đổi vai để hiểu các từ chối. Điều này được hiểu là bạn hãy thay đổi vị trí bản thân. Thay vì đối chọi thì hãy đứng cùng phía với họ, đặt bản thân mình vào họ để hiểu những phản đối, biết được lý do đằng sau lời từ chối, từ đó có thể đưa ra những giải pháp xử lý hiệu quả hoặc ít nhất sẽ hạn chế sự phản đối tiêu cực từ phía họ. Thứ ba, tìm hiểu nhu cầu, tạo lập giá trị. Với người quen, chúng ta đang có sẵn mối quan hệ tốt đẹp, chỉ cần duy trì mối quan hệ đó, tìm ra nhu cầu và đáp ứng được nhu cầu đó, chúng ta sẽ có được thị trường người quen. Điểm mấu chốt là hãy giao tiếp với người quen cũ bằng cách làm mới, con người mới và phương pháp tiếp cận mới. Trong 3 nhóm khách hàng mục tiêu thì nhóm người thân quen được xem là nhóm khách hàng khó giao tiếp nhất. Vì thế để thuyết phục được nhóm đối tượng này, chúng ta trước nhất cần phải thay đổi bản thân mình và chinh phục họ bằng chính sự thay đổi và thành công mà chúng ta đạt được. Vậy là chúng ta đã hoàn thành nội dung của bước làm quen khách hàng. Cùng tôi ôm lại những nội dung trọng điểm của chương này nhé. Trong bước làm quen khách hàng có 3 mục tiêu chính, đó là làm quen đủ số lượng, để lại ấn tượng tốt đẹp và có được phương thức liên lạc. Cùng 3 phương thức kết giao với từng nhóm khách hàng: kết giao khách hàng mới, kết giao khách hàng thông qua sự giới thiệu và định vị lại người quen. Ứng với từng nhóm đối tượng khách hàng, chúng ta có cách giao tiếp khác nhau, vẫn dựa trên 4 bước trọng tâm: nắm bắt cơ hội, chủ động giao tiếp cùng tầng, có phương thức liên lạc. Làm quen với khách hàng cần lấy sự chân thành và có lợi cho khách hàng làm cơ sở, thể hiện phong cách nhà phân phối Amway. Làm quen khách hàng mới, ghi nhớ khách hàng cũ và không quên bạn của bạn. Hãy làm tốt việc kết nối các mối quan hệ của bạn, mượn sức nhà phân phối tuyến trên và đội nhóm, đồng thời thông qua những kinh nghiệm và kỹ năng để giúp định hướng và xử lý những thắc mắc từ chối của người được tuyến dưới giới thiệu. Mỗi nhà phân phối đều có vai trò của chính mình. Chỉ cần chúng ta kết hợp chặt chẽ và học hỏi từ nhau sẽ giúp việc mở rộng và làm quen khách hàng thực sự hiệu quả. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bước đầu tiên trong quy trình kinh doanh Amway. Hãy tiếp tục bước 2, xây dựng lòng tin nhé!